nó cứ rút ở trong này này, nó quấn tổ này, nó quấn mà ra nhả hết tôi là nó chết đấy mọi người ạ. May là nó chết này, nó quấn theo người nó ngắn lại này. Đây, đây nè, chui ra, dám rút vào đây, được một chậu luôn mọi người ạ. Mà đại ca đang đi cứu củi lâu đấy nhỉ. Ôi sợ ai bao hết cái đống này chết mệt rồi nhỉ. Này một đống, ui dồi, ui dồi. Mà đại ca sao rồi? Ui anh phải rửa chứ. Rửa làm gì, nó ăn tằm, sâu ăn tằm thì cứ tằm, nhưng mà nó giúp vào lá bẩn nhá. Bẩn này. Bẩn cái gì? Đây này anh thấy bẩn à? Mày đi mà rửa. Không rửa thì em rửa. Ăn bẩn. Bẩn bẩn. Trái bẩn như này. Tao làm cái bột chiên giòn cho mày. Trứng đâu nhỉ? Đây. Bột chiên xù nhá. Ui. Nó có bấu một tí mà có tơ ở mâm này. Anh em mình nuôi con này là tơ đây. Mày cái. Cái tơ để làm vải. May áo cầu thủ đá bóng. Ui, tơ ấy. Chà 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 chà. Chà chơi của con này tơ là trực tiếp. Ui, nó sun sun lên này. Ngứa ngứa tay ấy. Rửa này nó sun sun lên. Eo tơ này. Tơ ấy, bông ấy, nhiều bông ấy. Bông ngoài tai ấy. Chắc bông ngoài tai là từ những con này. Anh em nó ngất hết rồi. Nó dính nước nó ngất rồi. Nhiều không? Mấy gốc rồi ấy. Nhiều cái cùng kìa. Chà. Anh nhóm lửa đi. Đấy, từ từ tao đang làm bột. Bột gì? Bột lúa của tao đâu rồi? Kinh tí nữa đừng ăn nhé. Ừ. À không, anh phải ăn. Đâu rồi, sao? Đi ông ơi, đi, dán mày lên. Là món chiên giòn trước nhé. Chiên giòn trước. Chiên không chứ. Chiên giòn trước, chiên không tí nữa chiên sau. Mày điên là chiên không tí nữa chiên sau thì phí mỡ dầu ra, rốt thế. Ôi xa, ghê nhỉ. Bốc bốc một cái con trên đấy. Đấy. Nó đi. Thái tôi ra một mẻ đã. Một mẻ một. Ôi, dài ra nhỉ. Nhìn như quay tới kia đấy. Bốc lửa, bốc lửa. Được chưa? Ôi, nhanh chín đấy nhỉ. Nhưng chả nhanh chín là con này nhanh chín mà. Mà thích ăn giòn hay ăn kìa. Chuẩn bị được kìa đấy. Như khoai tây chiên anh nhỉ. Thì nó đỡ này. Vừa đầu nó ngắn tút này. Vòng vắt tay vừa ra nhỉ. Trông chưa vào. Chín chưa? Không biết. Anh ăn thử nhá. Mày ăn thử. Cứ để đảo một tí nào. Nó vàng á. Nhanh nhờ. Phù.
mấy mà chị. Được rồi đấy. Được nha. Để giáo mỡ đi ra. Rồi. Nó lại tọp lại luôn. Đẹp luôn rồi. Nó chỉ bỏng nó phồng thôi. Đấy em bảo là để dán sau không để. Nó chẹp lép ạ. Chẹp ừ hả? Để một góc thôi. Ôi những quả đĩa này không đủ định rồi. Đủ. Đây cho thêm rồi. À tiếp tục đây. Múc mạnh rồi. Trông thế mà nó tóp lại. Xong nó tóp lại nhỉ. Bữa đầu nó dài quê rồi nhỉ. Ở đây mày cho nó vào đấy, đấy, đấy. Chuẩn bị chiên xù đi. Em thả tất vào nhé. Thả tất vào đấy. Vào đây bò đi kinh. Cho em đôi đũa. Đũa làm gì? Đũa quấy. Bỏ dầu này nhỉ. Lấy dầu. Nó lại bắt đầu nhả tơ tiếp về anh ạ. Lấy dầu mới nhá, hay chiên dầu này. Tớ dầu mới. Ôi xa. Ôi xa. Em chưa được ăn chân xù chân giòn này đâu. Đây gọi là hỗn hợp bột. Bột xù giòn. Dạ. Món chân xù mọi người. Làm gì? Chuối làm gì? Đúng. Giờ đến món chiên xù mọi người. Trông hay ấy. Biết nó kiểu gì đấy. Đúng không ạ? Ây da. Ây da, bắn lắm. Không chơi được món này đâu. Bắn ai? Bắn lắm. Không nhỉ. Ui. Nhưng mà có vẻ hấp dẫn hơn ạ. Ôi dồi ôi, ăn cứt rồi. Anh văng đi cả cái đời đi. Tuyệt. Vàng ống này. Nhìn như khoai tây kén đi nhỉ. Khoai năng kén đi nhỉ. À, hấp dẫn đấy. Hấp dẫn không? Hấp dẫn. Cho thêm mỡ vào anh ạ. Hả? Chán được nhiều. Từ từ, tí nữa phải vớt hết ra, đổ phát vào. Cái này phải gài hết trong bên này. Gài làm gì? Cho một nửa trong bên này. Đấy. Món này nghe hấp dẫn hơn này. Chiên xù nghe hấp dẫn hơn. Đấy. Tí nữa mới ăn. Món này nhìn hấp dẫn này. À ngon đấy. Bây giờ nhá, nhặt tạm vào đây này, đủ phát vào. Không phải dạng vừa đâu. Thế em đi sang bên châm lửa nhé. Nhón bít to lên. Làm một mẻ phát vào đấy. Nhặt từng con một lâu lắm. Nào. Ui từ từ. Ui. Một mẻ này thì nó lại dính nhau. Nhiều quá dính nhau rồi. Đây, mọi người nhìn thấy hấp dẫn chưa? Mình thì thấy khá là kinh kinh khủng khủng. Ui. Chảo ấy. Đủ chảo. Chắc là ăn thử con này đã, anh ăn thử con này đã. Ừ, ăn thử đi. Vâng thưa các bạn nhá, mình ăn sâu tầm nhá mọi người. Mình thì những con cung nó nguội hết rồi anh ạ. Đấy, những con ăn thử cái con rán đã, không phải là con chiên xù nhá mọi người. Đâu rồi, bỏ bối của mình đâu rồi. Nó được ăn được nhưng mà không trộn rồi. Đấy,
Mình thì những con côn trùng với kia thì hay bị dị ứng mọi người ạ. Thế nên là phải chơi bài ăn chắc. Không thích dị ứng à? Làm và tí không dị ứng nữa. Làm nửa liều trước. Ăn xong làm nốt nửa liều. À. Ăn nó ngon lắm mọi người ạ. Ăn sọt 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 đấy. Ăn như nhai mì tôm á. Mời tất cả mọi người nhá. Cái này nhìn như con sán luôn. Cái gì? Như con sán ấy, nhưng mà đấy là tơ tằm ở trong bụng nó ấy. Ăn con nào ngon hơn? Anh ăn thử con này đã. Cháu ngủ có chắc à? Không, bổ ngửa chắc. Ăn mỗi loại một tí. Đây, đấy. Ăn thử con này đi. Không, ăn con này trước. Không, ăn thử con này đã, cháu biết vị con này đã. À, con này á? Ừ. Ngon mà. Trông rồi. Ăn cơm con nào cứng ấy, ăn mới ngon. Cứng á, đừng lấy con mềm. Mời tất cả mọi người nhá. Thì nó làm tơ. Nó sẽ chật. Nè. Nó chật nhỉ. Ngon phết đấy. Ăn ngon phết. Bùi bùi á. Đấy, ăn không tin à. Nè, đây là cái đoạn đây này. Ui, nhìn như con sán này. Nhìn như con sán luôn. Không phải đâu, nhìn như cục mì tôm ấy. Ăn cái vị giống mì tôm phải không? Ừ, đúng rồi. Đây. Ừ, tơ nó nhỉ. Tơ tằm nhìn như mì tôm đúng không ạ? Đây này, mà đi. Ăn thử con chân su này này. Tơ tằm. Má đi ăn thử con chân su này mấy người nha. Giòn sật sật ăn như mì tôm ấy. Đây mì giống mì tôm à. Ý gì mì tôm trống luôn. Nè. Chả có gì mì tôm trống nhỉ. Trông nó bùi hơn. Thơm nhỉ. Nhưng em lại thích ăn cái con này cơ. Bùi nó. Anh ạ, thích ăn con này cơ, nó béo. Ngon là phết đấy. Mới đầu cứ tưởng là nó thơm ăn đó. Như kiểu đun dừa hôm trước làm với con đun dừa dị ứng. Đun dừa này. Nhiều nước cam á. Mời tất cả mọi người nhé. Má đệ thì sở trường mấy con côn trùng với lại đông trùng hạ thảo. Ấy, cái con đông trùng ấy. Thì em chưa được ăn. Có gì á? Có 1 tỷ một cân. Mọi người thì giống quay lang kiến không? Kiến vào mồm luôn. Đây, con này giòn này. Trông nó hơi kinh dị một tí nhưng mà giòn tan. Anh giống được nhai mì tôm ấy. Tao cầm con này tao cứ tưởng tượng đến con sầu khí ấy. Hoài cái mắt nó to nhỉ. Mắt to, sừng nó dài. Nhưng mà con này nó lành. Con sầu khí nó trở lành rồi. Chuột. Có thằng bạn cầm con bằng cái nắp chai này lên ngồi. Mấy cúi cảm giác nó nổi da gà luôn. Nghĩ nổi da gà. Như cái này là nó còn to tằm ở trong ăn nó bùi ạ. Bùi á. Nó lại bùi cực. Em thích ăn mấy con này hơn. Con này giòn nhưng mà nhanh ngấy hơn. Mấy con này á, bên trong mà có tằm á, sướng lắm. Bên trong mà có tơ cơ. Con nào chẳng có tơ? Nó có con nó nhả hết tơ rồi đây này. Nhả hết thì nó bé tí rồi. À. Đây, con giòn này. À, nhìn giống như tôm không? Mày phải kéo sợi dài ra. Em chỉ nát mà. Ăn được nhỉ? Ngon phết. Mày lại cá sợ mà nhỉ? Bề hết sợ. Không phải, cái lúc cầm nó sống ấy. Cảm giác nó, cái chân nó khều khều. Ui. Ui. Nổi da gà. Lắm. Không nghĩ đến, nhiều lúc nghĩ đến nó nổi da gà nhá. Bùng nhùng. À. Cái đoạn này cục cứng này. Đây sờ phát biết là con nào nhiều tơ. Lắm tơ ấy, ăn tơ nó sật sật đấy. Con nào cứng á. Ừ, con này nếu mà người ta ở quán không bán nhỉ. Đấy. Đấy thế. Thế nhưng mà cũng đặc sản ra phết á. Đặc sản này còn ra phết đấy.
Ăn việc khỏi phải ăn cơm. Ngọt thế. Bùi mà béo thật nhưng mà nó giáp giáp, nó vẫn giáp giáp nhỉ. Thì con này dị mà. Con này siêu chiên tròn chua. Có chất dẫn mùi, bia. Ôi, bóng cả chiên xù. Đây. Đây. Cho nó đỡ hở chân. Ăn nhiều quá, ngon mì tôm. Mấy ngon, mọi người nghe thấy không? Giỏi lắm. Ăn giống mì tôm. Mì tôm sống. Không, mì tôm chip chip. Kéo mì tôm làm cho cái người. Mì tôm chip chip. Cái bạn trẻ con ấy. Ăn giống vị đấy nhỉ. Mày muốn ăn ngon không? Mình thưởng thức lại một cái phần bốc không ngủ. Nói bùi ngày trước tao ăn ốc cũng thế, nhảy từng con một không, tao nhảy một xiên trong tao vuốt phát đầy mồm nhài thử đấy. Ăn thử đấy, chọn phải tuyển tập cơ, chọn tuyển tập nữa. Đây con này cứng này. Cứng cứng nó nhiều từ, nhiều tầm ấy, nhiều tơ ấy. Cho nó xếp hàng đấy, trồng lên làm con nữa. Đó, rồi đấy. Từ từ. Cũng là cứng ăn sướng lắm mọi người ạ. Đây. Đấy. Đấy. Xa. Mời tất cả các bạn nhá. Ngon lắm. Nguội lắm. Ui dồi. Nguội lắm, tấm ăn nữa. Chồng mà đi ăn món khoái khẩu à? Khoái khẩu. Ôi dồi ôi. Ngon. Mình cảm giác nó hơi ngấy ngấy rồi mọi người. Đây. Con này thì nó nhìn để cho mọi người xem con nào mà nó phải chân nữa. Ấy, chân nó từ này. Lúc xem con sống mới kinh, lúc quên không cho mọi người xem cận cảnh cái con nó sống. No luôn. Kinh điển luôn, sợ lắm. Đấy, này. Món này với này, ong này, với lại mấy cái món côn trùng nó là khoái khẩu của Mao đi. Trồng cái gài nó này. Ong mình khoái khẩu nhưng mà năm nay chứ được ăn bữa nào. Có đấy, có một tổ đấy. Hả? Nhà anh gì? Cho lốt đi. Được. Điên rồi. Mao lại ca làm nhà, ong nó làm tổ à? Người ta bảo ong đến nhà là lộc. Thế lộc cho ăn này con. Cho ăn vớ vẩn. Nhưng mà anh có đốt đâu mà sợ em đốt đó. Ta tạm thử phát 3-4 con này. Wow, đây gọi là thử thách luôn đấy. Từ từ, mày giữ mâm cho tao cái. Đây, chén đi. Tao một lỗ luôn đấy, không phải cắn 2 lần như mày. Chén đi. Sao phải lâm cho âm nhỉ? Ngon không? Nhưng ngon. Có vị anh mà mất ngon. Không, người ta ác một cái nỗi sợ rồi. Thế này. Một cục tơ tằm này, ăn phê à. Thế là ngấy quá. Thì ăn tằm không thôi. Ăn rồi bùi. Nha. Con này nha. Mà người quán, các cái người quán ấy, quán ốc ấy, người ta mà làm con này nha, xóa sổ khoai tây. Là sao? Chấm hết luôn. Thoán ngô ấy. Ngon. Kinh. Thoán ngô cả gì nữa nhỉ?
hai cái món nữa cả. Mà ngoài đấy làm dế không ngon nhỉ? Anh em mình nướng ngon ngon nhỉ? Dế ngon nhất là bắt ngoài đồng xong xiên que nướng. Nướng mắm mỡ anh. Mắm mỡ tỏi. Ngấy quá. Chưa gì anh à. Mang về ăn cơm đi. Về ăn cơm đi. Để cho 37 với bà Năm với lốc mỗi người mới đi. Thôi, clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây này. Không các bạn, cái clip của em mình ngon ảnh nhầm. Hay, đây mình một. Đây, đây, comment, đăng ký kênh, ấn chuông vào cả nhà các bạn nha. Bye bye. Chỗ này trông thế thôi, không thể ăn hết được.